Hả? Mượn gì? Thôi mình có mà mượn tiếng chị để vô nghe thôi, tại chị muốn cái micro thôi, chứ cái đó nghe là tốt hơn nữa. Để. Và chúng tôi sẽ trân trọng kính mời chị Angela. Xin trân trọng cảm ơn chị Angela Thảo Đài cũng như chị Lương Ngọc Hân và đầu tiên là bài hát Được Về Quê Hương, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lạc Hương. Xin mời quý vị thưởng thức qua giọng hát của anh Hương nhé. Chiến tranh đất nước xảy ra chiến tranh vào năm 1979, được tổng động viên và đi bộ đội. Thì sau đó 4 năm chiến trường Campuchia và chuyển về công an Thủ Dầu Một, và cũng là góp phần để làm thay đổi cái diện mạo kinh tế. Và sau đó đến năm 1990, tôi động thổ xây dựng cái khu gọi là Đặc Hành Đại Nam Phan Nguyễn để lại cho đời. Tổng diện tích đó chúng tôi gặp nhau hình như là một định mệnh.
có một điều rất bí mật mà sau này chúng tôi mới biết, đó là vợ tôi sanh cùng ngày, cùng tháng và cùng tuổi, cách nhau một con giáp, nên sinh nhật của chúng tôi là có một ổ bánh thôi, nên đó là không có ai so bì là sinh nhật ai lớn hơn ai, và chúng tôi đến với nhau như một định mệnh. Thì thưa quý vị, suy nghĩ và kể cả các con đường trong cái quyển sách tôi viết gọi là tuệ, đó là cái biết ở đây không hạn hẹp bị định kiến trong vấn đề tôn giáo, nhưng tu đây là sửa, là thực hành, lửa không bỏng tay. Nhưng mà chúng tôi, vợ chồng chúng tôi thì không học nhiều, nên thọc tay vô chấp lên cho 12 bánh. Thì đứng may thì vợ tôi đến cùng chúng tôi như một sứ mạng với nhau, cùng chung, thì chúng ta nên nhắm mắt lại. Và lúc đó ta nhìn, ta để cho một xã tôi đến với quý vị, đó là vượt qua sóng gió. Vợ tôi thì đến với tôi, thì vượt cuộc đời tôi thì cũng xin thưa với tất cả các bạn, chúng tôi kể cả bà xã tôi cũng vậy, ba tôi, cái nghĩa khí của ba tôi và ảnh hưởng cái thành từ bi quốc tử trong từng người dân Việt Nam chúng ta có. Thì trong đó là một đó là khắc phục thiên tai, đó là câu chuyện của ông Sơn Tinh và Thủy Tinh, hai đôi chém nhưng mà họ vẫn thương nhau và lấy nhau và đi đến sau này được là nhân dân của Việt Nam ca ngợi chữ Đồng Tử và Tiên Dung. Một nhà bỏ đúng trong vòng nhiều tháng là xong, nhưng mà để trang trí trong một ngôi nhà chúng ta ở đây thì có nhất các bạn nam, tôi dám chắc nếu mà vợ đi vắng, mình đi vắng cho một tháng về nhà rất đẹp, nhưng mà người phụ nữ đi vắng chừng 5 ngày tôi bảo đảm về cái ngôi nhà là thấy là bắt đầu là nó đảo lộn ngay. Nên cái đó là cái mà chúng ta là nam giới thì cũng nên phải biết cảm ơn, đặc biệt đối phó bắt đầu từ đâu. Nó nếu mà các bạn trai nào ở đây mà nếu có vợ mình làm doanh nhân thì thật sự phải đồng cảm và chia sẻ, vì muôn vàng muôn vẻ cái xã hội nó phức tạp lắm. Tôi thì tôi cũng biết kinh biết sách, là kể cả ra được một khẩu quý tử mang tên Quỳnh Hằng Hữu, đặt cái tên Quỳnh Hằng Hữu, cái họ Quỳnh là họ tôi, Hằng là tên bà xã tôi lớp, và Hữu là tên con trai, là ý nói là Hằng Hữu là có mãi. Điều hành quỹ thiện nguyện Hằng Hữu cũng như gần đây là giáo sư danh dự của Đại học Buffalo. Xin mời bà Nguyễn Phương Hằng. Thân mình, cho nên tôi mới nói duyên nợ và phận đã đưa tôi đến cái đất Bình Dương, để rồi tôi phải trải qua. Mà khi đi ra ngoài xã hội thì người ta nhìn tôi đồn nhau thì thầm, con nhỏ đó này, con nhỏ thế kia. Nhưng mà tất cả những cái cảm xúc đó, cái cảm giác đó đến với tôi thoáng qua, tôi rất là buồn. Nhưng mà nó cũng không bằng những cái gì mà tôi đã trải qua tại đất Bình Dương. Phải nói là tôi dám lội ngược dòng, đi ngược gió đến bên đời anh Dũng. Và tại sao mọi người hỏi rằng là tại sao tôi khổ như vậy, tôi đau khổ, tôi bị giày xéo vậy mà tôi vẫn đi bên đời anh Dũng, bởi vì anh Dũng đủ vĩ đại để cho tôi hy sinh. Anh Dũng lớn hơn tôi 12 tuổi. Anh Dũng là một người đàn ông không đơn giản thế nào. Cái thời điểm của anh Dũng sinh ra và lớn lên, anh Dũng đi bộ đội, sau đó anh Dũng làm công an, rồi làm kinh tế. Anh Dũng hoàn toàn là một người của cái thời bao cấp. Đồng anh Dũng chưa bao giờ tôi hỏi anh Dũng có bao nhiêu tiền và anh Dũng có những gì. Đây, có mặt anh Dũng tôi vẫn nói, đó là lòng tự trọng của tôi, bởi vì thị phi quá nhiều. Và có khi giận hờn tôi cũng nói anh Dũng, kể cả ngày mai chúng ta ly hôn, em không bao giờ đòi anh một xu. Đi bên đời anh Dũng trước 2.000 nhân viên, tôi đã tuyên bố tôi không phải là cái bóng của Quỳnh Vi Dũng. Cho nên tôi phải nỗ lực thật là nhiều để tồn tại. Bởi vì tôi hiểu một điều rằng để vượt qua anh Dũng, tôi phải vượt qua 2.000 con người và vượt qua cái cấp dưới của anh Dũng. Nếu tôi không có lòng tự trọng, tôi sẽ đào thải tôi ngay trước mặt tất cả mọi người, chứ không đợi tới anh Dũng đào thải tôi. Cho nên 12 năm sống bơi đời anh Dũng, tôi đã trả giá rất nhiều, không biết bao nhiêu là nước mắt với máu để có một đại nam ạ. Yeah.
câu rất rất là hay, đó là không có thứ gì trên đời này có tính sát thương cao bằng lời nói cả. Và khi chúng ta chỉ vô tình nghe qua, dù là thoáng qua đi nữa, có thể những câu chữ ấy nó vẫn đậm. Có những biến cố trong cuộc đời sẽ đến, đã gọi là biến cố thì chẳng có gì vui, mà chắc chắn người trong cuộc là người đau khổ nhất. Cho nên tôi nói đừng bao, giống như là mình bị cúp điện vậy, lúc đó tôi không biết tôi khóc hay tôi cười, vì tôi không thể nào tôi tin được là tôi đã chịu đựng những cái câu nói quá. Không nói lời tổn thương cho người khác và không bao giờ sỉ nhục người khác một cách là vô cớ khi mình chưa có bằng chứng và người ta không đụng chạm tới quyền lợi của mình, không đụng vào những cái gì thuộc về mình, thì đừng xúc phạm người khác bằng một cái lời lẽ hay cảm tính hay là mình phán xét. Cho nên đặc biệt là tôi cũng không ăn mài tình cảm của ai hết, không gian sinh, cũng không kêu ca dễ dụa. Và quý vị có biết rằng có những lúc một mình tôi không có một người bạn bên cạnh, không có một người thân bên cạnh, không có dư luận quá nhiều, tai tiếng quá nhiều, mà tôi thì không thể nào đi nói với ai một lời nào. Cho nên là 12 năm tôi lê lết bên đời một người đàn ông nổi tiếng, đau khổ lắm quý vị. Nhưng mà tôi không hối hận. Tôi không hối hận bởi vì anh Dũng rất là vĩ đại. Anh đã không sống cho bản thân mình, sống cho tất cả mọi người, cho cộng đồng xã hội, kể cả bây giờ toàn bộ lợi nhuận tôi cũng đồng lòng với ảnh mang đi cho xã hội. Nếu tôi là người tham tiền, chắc chắn là tôi đã không đồng ý. Nhưng tôi luôn cổ vũ ảnh để ảnh mang hết tất cả những gì có được đem đi. Vì tôi sống thật, tôi là thật, tôi là Nguyễn Phương Hằng thật. Sau khi cảm xúc bùng nổ rồi, tôi phải làm gì đó để cho anh Dũng và cả cái nước Bình Dương biết về Nguyễn Phương Hằng này. Tôi không phải là cái bóng của anh Quỳnh Huy Dũng, mà tôi phải là tôi. Mà quý vị biết ở đây á, anh Dũng là một người đàn ông cực kỳ độc tài. Mà để vượt qua anh Dũng không phải dễ. Anh có 30 năm ở thương trường, anh có đủ điều kiện để tự mãn về bản thân ảnh. Anh thành công quá. Cho nên tôi không thể nào. Điều đó tôi thấy cuộc đời này rất là thú vị, và kể cả thú đau thương nữa, nhưng mà rất là đáng sống. Không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không lầm than do hiểu chuyện con người, không trôi nổi làm sao thi vị hóa, mà không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Phải nói một điều, mình phải sống, và sống như thế nào đây? Thành công là một sự trả thù ngọt ngào nhất, êm ái nhất. Tôi phải thành công để cho mọi người thấy rằng một Nguyễn Phương Phục là một nghệ thuật sống. Tâm phục khẩu phục và không biết mình là một nghệ thuật sống. Bà vừa nhận được danh hiệu tiến sĩ danh dự và cũng như quản trị giáo sư danh dự của trường Apollo của Mỹ. Thì xin chị có thể giới thiệu một chút về cái rõ hơn về cái danh hiệu này mà ra anh chị được tặng. Tôi cũng hơi bất ngờ là vì là cái trường này là trường Apollo chứ không phải Apollo. Hai cái trường nó khác nhau. Và cái trường này là trường được đánh giá trong 23 cái thứ 23 của 50 trường nổi tiếng nhất thế giới. Thì mới đầu thì người ta tính tặng cho tôi một cái danh hiệu là tiến sĩ danh dự. Nhưng mà sau khi mà họ xem qua mấy cái talk show thì họ nói rằng là tôi có khả năng để có thể đi truyền lửa cho chị em phụ nữ. Có cái hình thức bề ngoài và cũng như là cái giọng nói, cũng như là cái cách tôi diễn giải công việc, cái câu chuyện rất là hấp dẫn. Cho nên họ mong muốn là họ nghĩ rằng tôi có đủ khả năng để có thể đi làm một giáo sư thỉnh giảng cho cộng đồng xã hội, truyền lửa cho chị em phụ nữ. Cho nên tôi rất là bất ngờ khi mà lên nhận cái bằng, tôi mới biết tôi hoàn toàn bất ngờ. Bất ngờ lắm luôn á. Chị đánh giá nào về cái giải thưởng này, tức là cái trường á? Trường này là một trong những cái trường rất là nổi tiếng, Apollo chứ không phải Apollo. Cho nên là mọi người cũng đang nhầm lẫn giữa Apollo và Apollo. Cái trường này có kiểm định, có đánh giá của tầm cỡ quốc tế đàng hoàng, chứ không phải là như mọi người nói là Apollo. Cho nên là ở đây nó còn một sự lẫn lộn đó. Thì với cái danh hiệu cao quý đó, thì trong cái dự định tương lai sắp tới thì anh chị có dự định cống hiến cho cộng đồng cái chương trình cụ thể nào? Nếu mà có duyên mà mình nói còn nhiều người muốn nghe thì mình sẵn sàng. Dạ. Và với cái chủ đề Nguyễn Phương Hằng CEO chia sẻ với cộng đồng vượt qua sóng gió, cũng như chủ đề là người đi qua sóng gió, thì cái câu chuyện đó cụ thể anh chị đã hỗ trợ anh Dũng như thế nào? Cho nên tôi muốn nói với tất cả mọi người, và thêm một lần nữa tôi khẳng định tinh thần và năng lượng sống rất quan trọng lắm. Cái tinh thần gần như là nó quyết định mọi thứ. Cho nên là trong cuộc sống phải nâng đỡ nhau về mặt tinh thần. Đó là một trong những cái mà tôi đã nâng đỡ anh Dũng.
Còn vật chất thì có bao nhiêu thì hùng nhau bấy nhiêu cũng không phải là vấn đề chính. Nhưng mà tinh thần rất quan trọng, kể cả trong cuộc sống vậy, cho nhau tinh thần là đã quý lắm rồi. Đó là một trong những cái mà tôi cần muốn nói cho mọi người biết là hãy cho nhau tinh thần. Vì cuộc sống nó rất là phiền muộn, nó rất là mệt mỏi. Mà khi mà mình được ai nâng đỡ tinh thần mình thì mình thấy cuộc đời này nó đơn giản hơn nhiều lắm. Tôi được biết là anh chị có một cái quỹ trái tim, mở một tim mà tên là quỹ Bằng Hữu. Bằng Hữu thì mấy cái quỹ hiện tại đang hoạt động ra sao? Quỹ đó hoạt động cũng được 5 năm rồi. Mỗi năm thì cũng cứu sống được hơn 500 trẻ em khắp cả nước. Và tôi sẽ hoạt động cho đến năm 2030, khi mà cháu Hữu được 18 tuổi thì cháu sẽ tiếp tục hoạt động. Còn hiện nay là cha mẹ vẫn thay cháu điều hành cái quỹ đó. Và toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam là được đưa vào cái quỹ này. Xin cảm ơn anh chị. Chúc chị ngày càng xinh đẹp, thành công và có những sự cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Cảm ơn chị.